Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ lết Bến Tre các bạn ơi. Hôm nay mình đến vườn mai của chị Liễu nè. Chỉ có giao lưu một số lô mai bạn. Ghép nè, ghép Thủ Đức với ghép dảo đầu vô quay cho các bạn xem. Rồi chị Liễu sẽ báo giá từ lô nữa các bạn. Anh em nào thích cái gốc nào thì có thể liên hệ chị Liễu để mình giao lưu. Hôm nay mình giao lưu với anh em bao nhiêu lô chị? Dạ 5 lô anh. 5 lô ha. Dạ. Thủ Đức và Phú Tân ha. Cây nhỏ có, lớn có. Dạ, rồi. Đầu tiên chị dẫn đi vô lô số 1 cho chị. Đây. Lô này ha. Dạ. Đây các bạn. Cái này mình tạo rễ từ nhỏ rồi hả chị? Dạ đúng rồi, em quấn rễ từ nhỏ. Cây này được mấy mùa rồi chị? Dạ Thủ Đức 2 mùa. 2 mùa ha. Dạ. Đây các bạn, bông có cái bông mình quay bông cho bạn xem nè. Cái này chiều cao nó là sao chị? Dạ chiều cao từ 40 đến 50. 40 50. Dạ, cái ngang nó thì cũng tầm khoảng 40 ha, tán dạ. Tròn. Đây các bạn. Này tầm khoảng 2 năm hả chị? Dạ 2 năm. Cái lô này mình khoảng bao nhiêu gốc chị Liễu? Lô này thì em còn khoảng 600 cây á. 600 cây. Dạ. Mình quay một số cây cho các bạn xem ngẫu nhiên nha. Mỗi cây đều có đế hết. Cái này ví dụ mình giao lưu với anh em là giá là bao nhiêu một cây vậy chị Liễu? Dạ 200. 200 ngàn một cây ha chị? Em ship từ 2 cây trở lên ha. Dạ. Tiền ship là mình nhà vườn chịu hay là mình dạ bên khách mua chịu. Khách mua chịu ha. Dạ. Là mình chỉ đóng thùng mình gửi cho khách thôi ha chị. Dạ, là 2 cây trở lên. Dạ. Dạ. Đây các bạn, 200k một cây nha. Là mình lựa hay là ngẫu nhiên chị? Dạ. Để công bằng cho anh em nha. Dạ. Cái này mình mà mua nhiều có bớt không cho anh em không chị? Dạ mua nhiều là từ số lượng 50 cây trở lên nha. Dạ. Dạ. Giá sỉ tại vườn thì mới bớt nha. Dạ, đây là lô đầu tiên các bạn. Lô này tổng cộng nãy chị nói nhiêu cây chị? Dạ 600 cây. 600 cây là 200k một cây. Dạ. Ghép dảo Thủ Đức. Thứ 2 các bạn. Lô này sao chị, lô ghép gì chị? Dạ ghép Phú Tân anh. Dạ. Cái này thì ghép 3 mùa ha. Dạ. Cao thì tầm cỡ chừng 50 đến 60 tùy theo cây, tán tròn. Dạ. Đế thì gốc nào cũng có được xử lý hết rồi. Dạ. Cái này về chơi bông luôn hả chị? Dạ đúng rồi, cây thành phẩm mà anh. Dạ. Qua nó nở thì từ 8 đến 12 cánh á. Tết này thì nó nở bông rất là nhiều. Dạ. Đây các bạn quay một số gốc cho bạn xem ngẫu nhiên nha. Cái này gốc đều nhau chứ hả chị? Dạ đúng rồi. Là mình đã chọn lọc rồi ha. Dạ. Lô này khoảng bao nhiêu cây chị Liễu? Dạ lô này em còn khoảng 400 cây. 400 cây hả chị? Dạ, là những cái gốc đẹp ra cho anh em á. Dạ. Dạ. Cái này mình có xếp cho đóng gói xếp cho các bạn không chị? Dạ có anh, em xếp từ 2 cây ha. 2 cây. Là phí ship là khách chịu ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này lô này nếu mà mình giao lưu là bao nhiêu, tầm bao nhiêu một cây vậy? Dạ 300 ngàn một cây. 300 ngàn một cây. Dạ. Xếp từ 2 cây ha. Dạ 2 cây mà lô này là nãy chị nói nhiêu cây? Khoảng bao nhiêu cây? Dạ khoảng 600 cây. 600 cây. Dạ. Là người nào anh em nào mà thiện chí mình đến tại vườn thì mình có giảm giá không hay sao chị? Có giảm giá. Giảm giá ha. Nếu mà lại vườn thì có giảm giá ha. Mua nhiều thì mình sẽ giảm. Mình có lấy số nhiều mình mới lại vườn. Dạ. Dạ. Đây các bạn. Lô thứ 2 nha, 300k một cây nha. Ghép này dảo gì? Dảo Phú Tân. Dảo Phú Tân. Đây các bạn ơi. Lô thứ 3. Cái này sao chị? Dạ dảo Phú Đức anh. Ghép 1,5 mùa nha. Dạ. Đây cũng là xử lý dưỡng hết rồi. Chiều cao thì sao chị? Chiều cao thì tầm cỡ 40 á. Là mỗi cây hay vậy hả chị? Dạ đúng rồi. Đây các bạn quấn rễ từ nhỏ nha, cái này mình đang du nhôm hả chị? Dạ. Đang sửa chi tàn ra cho nó đều lại á. Dạ. Cái này tầm khoảng bao nhiêu tháng rồi chị? Dạ cái này 1,5 mùa rồi đó. 1,5 năm ha. Dạ. Lô này tổng cộng bao nhiêu cây chị? Dạ lô này thì em còn nhiều lắm, còn khoảng 1,000 mấy cây. Chiều cao kích cỡ là mỗi cây là nó như nhau luôn hả chị? Không có cao thấp ha. Dạ, thì nó cao tầm cỡ 40 á. Dạ, em quay một số cây ngẫu nhiên cho các bạn xem các bạn. Lô này thì chị Liễu còn nhiều các bạn. Nói chung anh em số lượng lớn có luôn nha. Dạ. Thì có số lượng nhiều để cho anh em mình về trồng đất nữa ha. Dạ. Lâu năm nữa. Những cái loại mai này thì mình trồng lâu năm mình có kết quả rất là hiệu quả luôn ha. Dạ, kinh tế cao. Cái lô thứ 3 này mình giao lưu với anh em giá bao nhiêu một cây vậy chị Liễu? Dạ 90 ngàn một cây ha. 90 ngàn một cây ha. Em ship từ 4 cây ha. Dạ, đây các bạn, đấy là nói chung quấn từ nhỏ rất là đẹp nha. Này xuống đất trồng là nói chung là hiệu quả kinh tế rất là cao các bạn ơi. 90k một cây. Dạ. Anh em nào mình giao lưu nhiều thì mình sẽ có ưu đãi hả chị? Dạ. Dạ. Đúng bạn ơi. Này. Lô này sao chị? À, Thủ Đức ghép 3 mùa. 3 mùa 3 năm hả chị? Dạ. Một cốt không ha? Dạ. Nó liền sẹo hết rồi ha. Dạ, cái này ghép gốc nhớt hay gì chị? Dạ đúng rồi, ghép gốc nhớt, quấn rễ xử lý từ nhỏ. Dạ. Cái này đế mình qua đế làm xử lý rồi không hả chị? Dạ đúng rồi. Đây các bạn. Cái này chiều cao này tán ngang này kia là tầm khoảng bao nhiêu chị? À, chiều cao từ khoảng 40, 50 đến 60, cũng tùy theo cây ha. Dạ. Tán ngang thì tầm cỡ 40, 50. Dạ. Dạ, cây thì em đã vô nhôm cũng hết rồi. Cây dạ. Nhôm mình chơi Tết cho nó đẹp á. Dạ. Cái lô này khoảng bao nhiêu cây chị Liễu? Cái lô này còn khoảng 300 cây anh. 300 cây nè, các bạn uống đế là có sẵn cho nha. Này Tết chơi là được luôn hả chị? Dạ. Đây mình quay số cho các bạn xem ngẫu nhiên nha. Này ví dụ mình giao lưu với anh em là giá bao nhiêu vậy chị? Dạ 300.000 một cây anh. Bao ship từ 2 cây á. Dạ. 300.000 một cây. Bao ship từ 2 cây mà không có bao ship nữa các bạn. Anh em trả tiền phí nha. Chỉ là đóng thùng gửi cho anh em từ 2 cây trở lên. Các bạn, này lô số 5 nha, một lô thành phẩm. Cái này số hoành dao động là từ nhỏ là bao nhiêu, nhất là bao nhiêu, lớn nhất nhiêu chị Liễu? Dạ, góc hoành từ 16 cho tới 23 ha. Dạ, 26 tới 23 nè. Dạ. Có đế cho các bạn, thành phẩm rồi. Này mình ghép cái gì chị Liễu? Dạ, dạo Phú Đức á. Dạo Phú Đức hết ha. Dạ. Lô tổng cộng là khoảng bao nhiêu gốc chị? Dạ 11 cây. Chiều cao với tán ngang là mỗi cây nó sao chị? Chiều cao đó thì từ 80, 90 đến 1 mét. Rồi tán ngang nó thì rộng hơn, từ 80 lên đến 1 mét ha. Dạ. Quay số cho các bạn xem à. Thành phẩm rồi, cái này về anh em chơi thôi. Có chậu sẵn rồi. Này thường chậu lâu vậy chị? Dạ em vô chậu này mấy năm rồi đó anh. Mấy năm rồi. Dạ. Cây nào của đế cũng đẹp hết các bạn. Tàn tán là đầy đủ hết rồi. Nhỏ gọn luôn. Này anh em nào giao lưu dùm để bạn làm việc mình chơi các bạn ơi. Chơi bông Tết là ok luôn. 11 gốc này là lâu nay 11 gốc không chị? Dạ. Mình giao lưu với anh em mỗi gốc là bao nhiêu chị? Dạ 2,5 triệu anh. 2,5 triệu ha. Dạ. Rồi bán hết hay là bán một gốc cũng bán vậy? Dạ một gốc cũng bán. Một gốc cũng bán là 2,5 triệu mà dạ. Qua giao lưu nhiều thì có bớt không chị? Dạ thì lấy số lượng nhiều á thì bên em có bớt ha. Tại như lấy từ 3 cây á thì bên em bao ship. Dạ. Đây các bạn có mặt bông rồi. Quá đẹp luôn. Cái mặt bông của nó thì tầm cỡ chừng 6 đến 7 cm ha. Dạ. 11 gốc các bạn ơi, 2,5 triệu một gốc. Ừ. Chị Liễu có giao lưu một lô mai này, cái này thì sao chị? À, cái này thì ghép Phú Tân nha. Phú Tân ha. Dạ. Cái này em ghép là tầm được 6 tháng. 6 tháng à. Dạ, gốc nào cũng được xử lý nha, đế đang ở nha. Dạ, đây bạn đế đó bạn. Đế xử lý hết rồi hả chị? Dạ. Này cái lô này khoảng bao nhiêu gốc chị? Dạ lô này còn khoảng 3.000 cây á anh. 3.000 cây. Dạ. Tầm khoảng bao nhiêu một cây chị? Dạ 35.000. 35.000. Dạ. Đây các bạn. Cái loại này thì em ship từ 10 cây ha. Dạ 10 cây trở lên mới ship ha. Dạ. Phí ship là khách chịu. Dạ đúng rồi. Đây các bạn, rễ thì xử lý từ nhỏ rồi, nói chung là quấn rễ chứ gắn này không hả chị? Có khác nữa không? Dạ. Đây hả? Dạ. Đây các bạn, nói chung là nhiều các bạn. Khoảng 3.000 gốc hả chị? Dạ. 90.000 một gốc. Này giao lưu nhiều thì mình có 35.000 gốc hả chị? Dạ. Này giao lưu nhiều thì có bớt cho anh em được không chị? Dạ, anh em lợi dụng lấy thì mình có bớt nha. Dạ. Chiều cao nó là sao chị? Ở chiều cao nó thì tầm cỡ chừng 1 gang tay hả? Là tầm cỡ chừng 20 ha. Dao động là vậy hết ha. Dạ. Rồi, lúc nãy giờ mình có quay cái khoảng 6-7 lô của lô mai của chị Liễu các bạn. Anh em nào thích cái cây nào kích cỡ tầm cỡ sao đó anh em có thể liên hệ với chị Liễu để mình giao lưu. Rồi mình xin kết thúc vô tại các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao dịch thành công.